Ok, và hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thế Di Lầy và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Unite nhá. Và nếu anh em nào thích cái video này hay là cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ nhá. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Tiếp tục là siêu viên, nhưng mà video sáng nay chưa được 300 like nên chưa thể mua được Pokemon mới anh em ơi. Anh em hãy like cho mình và cố gắng video được 300 like nhé, để mình có thể là mua Pokemon mới cho anh em xem. Video sáng nay được 263 like và 1 ít like. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em build một cái đường khác của con siêu viền này. Cái đường rất là ok, rất là khỏe. Ngoài cái đường bình thường kia, đường kia thì sẽ mình sẽ bỏ cái chiêu thức nụ hôn đi nhé. Và mình sẽ thay thế để gửi cái chiêu tăng tốc độ chạy, tăng công các thứ. Khá ngon. Team mình có tận 2 gì nhỉ? 2 tăng cơ. Một đi rừng, hết cơ đi rừng. Thì đi rừng cũng được, cái con mình nó kiểu máu nó dán. Đây là cái dán nên đi rừng rất là ok luôn anh em. Nè, vào cơ mình nào. Chiến thôi anh em ơi. Nên là chúng ta sẽ cố gắng thắng trận này nhé. Trận này của nó có con Talonflame, Macham đánh rất là khó chịu vì gần như mình không thể đuổi được cái con Macham này nhé. Nên là anh em có đuổi con Macham hay không? Mình đuổi Macham khó lắm. Có Guarded Void, còn một con đấy nữa, con Búp nữa đấy, hơi mệt. Mình có 2 tăng cơ, xoắn được nhỉ? Đi hết boss này. Ngáo vậy rồi. Xin nhiều lúc team nó ngáo lắm nhưng mà không biết làm nào luôn, thật sự luôn. Không đi rừng luôn. Một thằng lên đây chứ. Sao hai thằng không đánh nhỉ? Phải không? Hai một thằng nhỉ. Trận nào cũng gặp AFK anh em ạ. Nên không thể chấp nhận đâu anh em, không biết làm nào bây giờ. Mà sao mạng nó lag ấy nhỉ? Thế này đánh gì? Con này lúc đầu nó đánh hơi yếu anh em, thực sự đánh lúc đầu yếu lắm, nó không khỏe. Ăn con cua này, cố ăn cua này cái. Ok, lên trên đánh em ơi, vẫn là chiêu này thôi. Lừa để ném bóng vào trong. Giết nó. Đúng rồi, ok. Nice. Bỏ 30 cầu luôn anh em. 1 cân tử à? 1 cân 4 anh em. Vãi đạn thật. Ok. Hoàn hảo đấy bạn ơi. Cho nên dùng cái chiêu Chemist nhé. Chemist tăng tốc độ, tăng công của chúng ta. Khỏe dã man. Đây là giết cái Slow Bro này anh em ơi. Mình giết cái Slow Bro của nó khá. Đúng rồi. Nhanh thả cầu kia ra. Con kia bây giờ mới vào. Đảo ngoài thế. Nhồn. Tăng công ngay cưng. Giết đi. Nice. Chúng ta đang quỹ đảo cái ở trên top này nhé anh em ơi. Nice. Có nên vào thế ăn lúc nãy này. Ăn một cái ăn nãy này anh em ơi. Xong rồi chúng giúp cái team dưới kia nhá. Team dưới kia yếu quá. Đi nhanh anh em ơi. Tốc độ di chuyển tăng lên giết vào nó cái. Team nó sắp chết rồi. Cố lên, đợi anh,
Em xuống dưới này, xuống dưới này. Đi cánh up. Em đi cánh up, em đi cánh up, em đi cánh up. Em đi cánh up. Back up. Con này mình ăn được, mình ăn con này được anh em ạ. Tội gì. Ok 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 ok. 30 rồi, 30 rồi, 30 rồi. Cái cầu. Nice. Nice nice nice. Và đi ăn 4 cái con crab rừng xong rồi lên hỗ trợ con ở trên kia là đẹp. Đứng luôn ở đây. Không bảy là à, chạy đâu chạy đâu chạy đâu kinh quá rồi lên 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 ơi đá chết luôn đá ảo ma ra con này vào cái là chúng ta có thể thả được rất là nhiều bay anh em ạ thả luôn không cần phải chờ ok ổn áp hết nhỉ dưới cái tường anh em ạ dưới cái tường ôi xuống dưới xuống dưới xuống dưới xuống dưới xuống dưới ăn nó con crab của nó đã rồi 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 ok ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi đánh đi, đánh đi, lo pro đánh đi. Dễ quá nhỉ? Kết hợp hai cái chiêu này với nhau thì thành bá đạo quá anh ạ. Đủ giết liên tục luôn. Đây, ảo quá rồi. Này đấu đỡ đỡ được thế nào bạn ơi? Đã hết cả cái lát rừng của nó luôn. Con siêu biển này khỏe quá. Chúng tôi này ăn tiếp bọn đấy này. Anh đi back up, anh đi back up, anh đi back up, anh đi back up. Ơ. Này anh đi back up, anh đi back up, anh đi back up. Giờ mình khỏe quá rồi anh em ạ. Kệ thôi anh em. Không cần quan tâm đến cái đấy luôn. Mình vừa khỏe quá ơ nhặt bóng mình có nhặt được cái bóng đấy đâu hơi bị ảo đó đi đâu chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh nhá hay cầm nhiều bóng thế nice mấy con crab rừng còn chưa hiện ra luôn đấy hơi ảo nice nice đây ăn thân nó con có chim như này anh em đâu chạy đâu bạn ơi định ăn con đi ăn con chim nhưng ăn thì ăn đi ăn con này chứ con rốt to mà không được tôi khỏe quá mình cũng ra rồi thắng rồi cách biệt quá anh em ạ mình build đường này chính là hay hơn anh em nhé tại vì là nó sẽ tăng tốc độ di chuyển này tăng thêm attack này thích hơn thì chiêu kia là cái nụ hôn nên mình không thích lắm chiêu này là ngon anh em chết mất ui giờ không chết anh em ạ ui ảo mà thật kịp thả banh nha bốn con nó đánh mình không kịp giết làm gì cả ảo ma Canada Shizuka ui lại MVP rồi phải thế chứ nghe 14 mạng luôn nghe mình hỗ trợ đến tận 6 mạng anh em ạ mình bỏ được nhiều banh hơn thằng thằng này
bỏ giùm anh thằng Cinderay này anh em, làm trận MVP nhờ, với cách yêu mới bá quá anh em ạ. Con này nếu nó không có điểm yếu sao anh em ơi, con này như toàn thắng này. Ok boy, ok nhá, thì chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhá, và anh em đừng quên là like cho mình nhé.